Justin Bieber đi ăn cưới với Sai lụm thuộm, vừa đi vừa nốc rượu, nhìn qua Hailey chẳng liên quan. Justin Bieber luôn được khen là một nghệ sĩ có tư duy thời trang độc đáo. Tuy nhiên, cũng có không ít lần anh khiến fan ngã ngửa vì dáng vẻ lôi thôi chẳng giống ai. Trong khi đó, Hailey Baldwin luôn ăn diện lộng lẫy và mặc kệ ông chồng nhìn nhiều khi khó hiểu làm sao. Đơn cử như lần xuất hiện mới đây nhất, cặp vợ chồng đi dự đám cưới với phong cách hoàn toàn đối lập nhau. Hailey đã chọn cho mình một bộ váy màu đen bó sát vừa tôn lên đường cong ngột nà vừa khoe được đôi chân dài miên man. Hết nhìn nàng mẫu sang chảnh quyến rũ, vậy mà trông sang Justin, người hâm mộ chỉ muốn độn thổ dùng cô vợ. Nam ca sĩ nổi bật giữa đường phố với bộ vest xanh quá khổ cùng một chiếc áo sơ mi cũng rộng thùng thình không kém. Dáng vẻ của Justin thậm chí còn bị tờ Mirabai và cho rằng Justin ăn mặc quá lôi thôi lụm thuộm, không hợp để đi tiệc cưới. Bên cạnh đó, khán giả cũng lên tiếng chỉ trích hành động vừa đi vừa nốc rượu của Justin. Không hiểu vì lý do gì mà Justin lại uống rượu trước khi đến đám cưới của một người bạn và ăn mặc cũng không phải phép, thậm chí còn nổi bật hơn cả nhân vật chính. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ mới đây, Justin Bieber đã khá thoải mái khi chia sẻ về vấn đề nghiện ma túy của mình trong quá khứ và mối quan hệ với bà xã Hailey Baldwin. Justin Bieber vướng đầy tai tiếng vì những hành vi xấu và nghiện ngập ở mức độ nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Nam ca sĩ 27 tuổi thẳng thắn cho biết anh từng nghiện ma túy nặng đến mức vệ sĩ phải vào phòng riêng của anh lúc nửa đêm và kiểm tra mạch để đảm bảo anh vẫn còn sống. Cảm giác lúc đó giống như tôi đã có được tất cả thành công này nhưng tôi vẫn buồn bã, vẫn có những nỗi đau và tôi vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết. Và đối với tôi, ma túy là một tác nhân gây mê để tôi tiếp tục vượt qua những vấn đề đó, Justin Bieber nói. Nam ca sĩ cũng nói thêm rằng hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều. Có nhiều việc cần làm tiếp theo dù trước đó anh còn mắc bệnh lim, bệnh viêm nhiễm do bọ ve đốt và chứng mono, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Trong cuộc phỏng vấn, Justin Bieber cũng đề cập đến cuộc hôn nhân với bà xã Hailey Baldwin. Năm đầu của cuộc sống hôn nhân thực sự khó khăn vì tôi cứ liên tục nghĩ về những thương tổn trong quá khứ. Tôi luôn có cảm giác thiếu tin tưởng. Có quá nhiều thứ đáng sợ diễn ra trong đầu nhưng tôi lại không dám thổ lộ với người bạn đời của mình. Tôi không muốn làm cho vợ mình phải hoang mang khi nói rằng anh rất sợ. Dù từng lo sợ về cuộc hôn nhân nhưng hiện tại Justin Bieber và bà xã đã thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau cũng ngày càng nhiều hơn, Justin nói. Chúng tôi đang cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp với tư cách là một cặp vợ chồng, một gia đình. Thật tuyệt khi chúng tôi có những điều đáng để mong đợi.